Đó là một câu chuyện có thật trong lịch sử và thời kỳ cuối của chiến tranh thế giới thứ hai. Một kho báu khổng lồ chứa đầy vàng do quân Đức vơ vét được trên đất Ý đã được phát hiện. Khi đó, cuộc chiến tranh giữa hai phe sắp đến hồi kết và thắng bại gần như đã rõ ràng. Do đó, các lãnh đạo quân phát xít đã định cuộm số vàng đó rồi đào tẩu khỏi cuộc chiến. Với số vàng đó, chúng có thể sống cuộc đời còn lại trong gấm nhung lụa là mà không cần phải lo nghĩ. Thế nhưng kế hoạch của chúng đã bị một tay trộm phát hiện. Anh ta đã quyết định cùng với những người khác liều mạng một phen. Nếu thành công thì họ sẽ trở thành những ông bà hoàng, còn thất bại thì nhận ngay một vé đăng xuất. Vụ trộm thế kỷ đó diễn ra như thế nào và những tên trộm kia sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm gì? Cuối cùng số vàng kia sẽ thuộc về tay ai? Câu trả lời sẽ có trong video hôm nay nhé! Anh chàng này là người mà bất kỳ ai trong thị trấn đều biết. Anh ta có rất nhiều danh xưng nhưng vẫn thích mọi người gọi mình với cái tên Isola, đó là tay bịp danh tiếng lẫy lừng trong khu vực này. Ngay từ khi sinh ra, anh ta đã thừa hưởng từ cha mình năng khiếu lửa lọc. Anh ta có một cái đầu lạnh luôn biết cách hóa giải dù trong tình thế khó khăn cỡ nào. Cùng với Isola còn có hai người khác tạo thành một băng nhóm siêu bịp, một ông chú dù đã có tuổi nhưng tài năng bắn súng khiến bất kỳ vận động viên nào cũng phải kiêng nể. Còn lại là một anh chàng trông có vẻ khù khờ chậm chạp nhưng sở hữu IQ vô cực. Anh ta có niềm đam mê bất diệt với các câu hỏi trí tuệ. Tạm gọi anh ta là mọt sách vì anh ta đã đọc qua vô số các quyển sách và nhớ như in trong đầu. Mục đích của băng nhóm siêu bịp là kiếm lợi nhuận trong chiến tranh từ bất cứ phe nào. Dù là phe kháng chiến hay phe phát xít, họ cũng được bắt tay hợp tác. Điều quan trọng là phải tồn tại được cùng lúc giữa hai bên. Không chỉ có tài năng lãnh đạo mà thương thuyết cũng là một trong những năng khiếu của anh. Dù là phi vụ khó thế nào, Isola cũng có thể đàm phán để lợi nhuận về mình là cao nhất. Hiện tại, anh đang tiến hành giao dịch vũ khí cho quân kháng chiến. Trong chiến tranh, vũ khí vẫn luôn là mặt hàng nóng hổi đem lại lợi nhuận vô kể, vì thế mà phải liều ăn nhiều mới mong có cơ hội đổi đời. Nhưng trụ vũ khí của quân đội đem bán thì chắc chỉ có duy nhất Isola, do luôn có chuẩn bị trước nên Isola luôn là người nắm thế chủ động. Dù súng kề cổ anh cũng không sợ vì ông chú thiện xạ đang mai phục ở đó, chỉ cần manh động là ông cho đăng xuất ngay, khách hàng cũng vì thế mà ngoan ngoãn nghe lời hơn. Tưởng rằng anh đã cầm chắc món hời trong tay thì quân phát xít đột nhiên xuất hiện. Họ phải nhanh chóng tản ra nếu không muốn người thủng lỗ như tổ ong. Isola vô tình đánh rơi bọc tiền vừa cầm chưa nóng hổi. Vì tiền, anh đã liều mình bò lùng cùng dưới làn mưa đạn. Mặc hai bên vẫn mà xối xả, anh vẫn cố gắng bò về phía bọc tiền. Ngay cả khi có người thiệt mạng, Isola vẫn không chịu dừng lại. Khi anh sát chạm được vào bọc tiền thì một viên đạn lạc đã làm nó bị thổi tung lên không trung. Nhìn đống tiền rơi lả tả như lá đa, Isola lòng tiếc nuối lại chẳng thể làm gì. Nếu không có ông chú thiện xạ đánh con xe ba bánh ra che chắn thì anh đã bỏ mạng tại đó. Sau đó, anh vác về mặt buồn còn hơn cả mất sổ gạo trở về căn cứ. Nếu chỉ vì mất tiền mà buồn thì cũng không hẳn vì anh còn nhiều mối khác. Nguyên nhân chủ yếu là do Isola đang yêu say đắm một nữ ca sĩ tên Yvonne. Đó là cô gái mà đi tới đâu cũng khiến cánh đàn ông phải ngoái lại nhìn. Vẻ đẹp của cô đủ để khiến các binh lính trên chiến trường khi đó ngã gục dưới chân vì cái mỏ dẻo như kẹo kéo mà Isola đã chiếm được trái tim nàng. Anh đã hứa hẹn sẽ đưa cả hai cao chạy xa bay sau khi gom đủ tiền, nhưng phi vụ vừa rồi bị toang khiến lời hứa của anh phải kéo dài thêm thời gian. Vừa mất sổ gạo, Isola đã tới tìm người đẹp để giải sầu. Vì cô là một nữ ca sĩ được nhiều người mến mộ nên việc cặp kè với một lưu manh như Isola phải giữ bí mật. Đó là con đường mà anh thường xuyên dùng để lui tới chỗ Yvonne. Tuy nhiên hôm nay chưa kịp tâm sự với nàng thì đã bị phá đám. Cuối cùng Isola phải ra về trong X2 sự tiếc nuối. Chuyện là Yvonne đã nằm trong tầm kiểm soát của tướng quân Đức. Vosalino là bộ trưởng liên bang hiện đang nắm quyền điều khiển quân đội ở đây. Hiện hắn được giao trọng trách phòng thủ căn cứ cuối cùng của Đức trên đất Ý. Đó là một tên mưu mô xảo quyệt và rất tàn độc. Hắn có một sở thích khác người, đó là hỏi cung tội phạm ngay trong phòng làm việc của mình. Vosalino là người trực tiếp tra hỏi kiêm hành hình. Mỗi khi Yvonne tới đó đều phải nghe tiếng la hét của phạm nhân bị hắn dùng hình. Hắn đã có vợ ở nhà nhưng từ lâu đã chán cơm thèm phở. Bà vợ của hắn trước đây cũng từng là một mỹ nữ vạn người mê. Tuy nhiên thời gian đã khiến bà ta dần mất đi giá trị của mình. Vosalino đã say đắm vẻ đẹp của Yvonne từ lâu và biến cô trở thành bé đường. Hắn đã tuyên bố nàng là của hắn và sẽ trao cổ kẻ nào có ý định động tới một cọng lông của Yvonne. Mỗi khi hắn cho gọi, cô không dám khước từ vì có thuộc hạ của hắn tới đón tận nơi. Cũng vì muốn cướp Yvonne khỏi tay Vosalino mà Isola phải gom nhặt thật nhiều tiền. Anh phải có đủ khả năng lo cho cô nếu muốn đưa cô đi trốn. Nhưng thất bại trong phi vụ vừa rồi chưa phải là hết. Ngay lập tức Isola đã có mục tiêu mới. Ông chủ thiện xạ không chỉ là một tay bán tỉa mà còn là một cao thủ dịch mã. Ông đã vô tình nghe lén được một đoạn điện mật của quân phát xít. Đích đến cuối cùng là chỗ của Vosalin. Ban đầu ông còn tưởng rằng điện mật đó ám chỉ vị trí của một kho vũ khí. Tuy nhiên đoạn mã sau đó lại rơi vào tay anh mọt sách. Anh ta chỉ nhìn qua là đã nhớ ngay những điểm đặc biệt được ghi chú trong đoạn mã. Sau khi ghép nối các chi tiết lại với nhau, anh đã phát hiện nơi đó không phải là kho vũ khí mà là kho vàng. Trong đoạn điện mật cũng nói rõ mục đích sử dụng số vàng đó của Vosalino và đám chính quyền còn sót lại của Đức. Đó là số vàng mà chúng vơ vét được của người dân Ý khi đóng quân trên đất của họ. Chúng định ôm số vàng đó bỏ trốn khỏi cuộc chiến đã sắp đi tới hồi kết. Nhưng để trộm được kho vàng đó chỉ với 3 người không đủ, họ cần phải có thêm người trợ giúp và những thành viên tiếp theo lần lượt được gọi tên. Trước tiên là một chuyên gia đặt bom, đó là người quen của ông chú thiện xạ nên không cần lo
lắng về việc lôi kéo. Hơn nữa, ông ta là người phi chính phủ nên cực kỳ căm ghét những chính phủ đang cầm quyền hiện tại. Nếu cần gây rối phá đám, ông ta là số 2 thì không ai là số 1. Nhưng cũng vì hành động chống phá mà ông ta đã bị bắt giam chuẩn bị xử tử. Do đó, giải cứu ông ta là nhiệm vụ đầu tiên của họ. Nhân tiện đây, tuyển thêm một tài xế chắc tay, người mà họ cùng nghĩ tới là một quái xế điên. Mỗi khi lái xe, ông ta luôn chơi đồ để tăng cảm giác mạnh. Mặc dù từng đạt giải vô địch đường đua và luôn nghĩ mình là anh hùng dân tộc, nhưng không một ai muốn thuê ông ta. Tiếp theo là cần một người phải thật nhanh tay qua mặt được tất cả. Anh Máu Sách đã nghĩ ngay tới crush của mình. Đó là một cô gái với biệt tài hành nghề hai ngón, không có thứ gì là cô không trộm được, mặc dù đôi khi cũng gặp chút bất chắc. Phi vụ đầu tiên họ hợp tác chính là giải cứu chuyên gia đặt bom. Ông ta đang bị đưa ra pháp trường để hành hình trước mặt người dân. Cô bạn gái Màu Sách đã nhảy được chìa khóa của một lính canh, tiếp theo là đưa cho một linh mục chỉ vì có anh ta mới tiếp cận được chuyên gia đặt bom. Ông ta đã từ chối được sám hối sau khi linh mục kia đưa cho chìa khóa mở còng tay. Linh mục đó chính là Isola và anh sẽ giữ nguyên vị trí. Ông chú thiện xạ đã vào vị trí và súng đã lên nòng. Cuối cùng quái xế đã nhận được tín hiệu hành động. Anh ta lái xe drift liên tục tại chỗ ngay sau khi ông chú thiện xạ nổ súng. Mục đích của anh tài xế là che lấp tầm nhìn của lính canh. Nhờ đó, Isola mới thành công giành cứu chuyên gia đặt bom. Họ thuận lợi nhảy lên xe rời đi trong sự cổ vũ của người dân. Khi này đã có đủ tài xế, gã đánh bom và kẻ nhẹ cân. Họ bắt đầu lên kế hoạch cho phi vụ tưởng chừng như bất khả thi nhất. Kho vàng hiện đang được cất giấu ở một nơi gọi là vùng đen. Chỉ nghe cái tên là đủ hiểu nó khó đột nhập như thế nào. Vùng đen được canh giữ bởi quân chủ lực vì nó là căn cứ cuối cùng của các tướng lĩnh quân đội. Nơi đó đến một con chuột còn khó vào chứ đừng nói người vào trộm đồ ra. Chỉ cần có biến là hỏa lực Tiểu Liên và Đại Bác đều sẽ tập trung công kích. Tuy nhiên không một mắt xích nào mà không có khe hở. Việc họ cần làm là náo loạn cả khu vực vùng đen để thu hút lính canh. Binh lính phát xít đã chán nản với cuộc chiến biết trước được thắng bại nên giữ mạng là việc chúng ưu tiên hàng đầu. Chỉ cần thấy có không kích bằng máy bay là chúng sẽ dồn tất xuống hầm. Do đó cần phải làm ra một cuộc tấn công giả đủ để chúng tin là quân kháng chiến tấn công. Về việc gây rối thì không ai bằng chuyên gia đặt bom. Thế nhưng ông ta cần một lượng thuốc nổ khổng lồ để khiến cả vùng đen náo loạn. Isola biết phải tìm thuốc nổ ở đâu vì anh mới dò ra một kho vũ khí. Đó là nhà cùng một hầu tước là đồng minh của quân kháng chiến. Để vào được đó, họ phải cải trang thành những nhân viên phục vụ và khách mời giới thượng lưu. Nơi này không quá khó để đột nhập nhưng họ phải tiếp cận được hầu tước vì chỉ có ông ta mới biết kho vũ khí để ở đâu. Hiện tại, ông ta đang ba hoa chích chòe trong phòng cùng với khách mời tới dự tiệc. Ở đó còn có bà vợ già của Borsalino. Cô ta tuy ở nhà bị đá đi vì hết thời nhưng ở chỗ khác vẫn được chào đón nhiệt tình. Isola đã tìm ra mục tiêu và cố tình làm đổ nước vào người hầu tước. Dù ông ta rất tức tối nhưng vẫn cố tỏ ra mình là người phóng thoáng không chấp nhặt. Bị bắn áo, bởi ông ta phải nhanh chóng đi thay bộ đồ mới. Đó chính là cơ hội để Isola tìm ra kho vũ khí cất giấu trong nhà. Không ngờ ông ta lại cất giấu số vũ khí đủ cho cả một đội quân ở trong nhà mình. Khi này, tất cả đều tập trung cho việc vận chuyển thuốc nổ. Ở bên ngoài, ông chú thiện xạ và tay đặt bom đã chờ để yểm trợ cho họ. Đột nhiên, ông chú thiện xạ phát hiện ra một người quen cũ. Anh đội trưởng quân kháng chiến cũng đang có mặt ở bữa tiệc trong bộ vest lịch thiệp. Điều đó khiến họ phải đẩy nhanh tốc độ nếu không muốn phiền toái. Không ai biết hầu tước lại là chú của anh đội trưởng. Anh ta nghi ngờ có điều mờ ám nên đi kiểm tra. Tình cờ lại tìm thấy ông chú của mình trong tủ quần áo. Sau khi đuổi ra tới bên ngoài, lại tóm được Isola đang chuyển thùng hàng cuối cùng. Lúc này, họ không thấy tài xế đâu vì ông ta đang bị những chai rượu vang thượng hạng thu hút bên trong, phải tranh thủ làm vài hớp vì chẳng mấy khi đột nhập vào nhà giàu. Tuy nhiên ông ta cũng không phải vô dụng khi kịp thời giải vây cho Isola. Tuy là trong tình trạng say xỉn nhưng trình độ lái xe của ông ta vẫn rất đỉnh. Tiếp theo là cần có con dấu của Borsalino để giả lệnh đi vào vùng đen. Con dấu đó chỉ có một người có thể tiếp cận, đó là Ivan. Ngày nào cô cũng được gọi tới để phục vụ hắn ta và ngày nào cũng phải nghe tiếng la hét của những phạm nhân do Borsalino hành hạ. Nếu như bị hắn phát hiện thì cái kết mà cô phải nhận không kém gì những người đó. Tuy nhiên cái miệng dẻo như kẹo của Isola đã khiến nàng phải sao lòng, nhưng anh không biết được Borsalino đã biết hai người vụng trộm sau lưng hắn, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma và Isola không ngoại lệ. Vừa chui ra khỏi cái lỗ mình hay vào thì thuộc hạ của Borsalino tóm cổ. Hắn đã đợi anh trên xe và sau đó đưa anh tới một nơi hoang vắng. Tưởng hắn định khử Isola nhưng hóa ra chỉ là cảnh cáo anh. Danh tiếng của Isola hắn đã từng nghe qua, tài năng của anh hắn cũng công nhận, nhưng nếu không muốn huyết thống bị đứt đoạn thì nên từ bỏ ý định cắm sừng hắn. Nhưng Isola kiểu điếc không sợ súng vẫn tiếp tục tới tìm Ivan. Mỗi khi cô hát, anh đều đứng một bên để ngắm nhìn vẻ đẹp đó. Isola không biết được Borsalino cũng đang đứng ở vị trí khác cùng mục đích với anh. Không chỉ có họ mà những tên đàn ông khác cũng không thể rời mắt khỏi vẻ đẹp đó. Đột nhiên Yvonne trở nên tâm trạng và ngã gục sau khi kết thúc bài hát. Isola ở bên cánh gà bỗng lao ra đỡ lấy nàng. Anh đã bỏ qua lời cảnh cáo của Borsalino mà tiếp tục đi theo tiếng gọi của tình yêu. Điều này chẳng khác nào đang vào mặt hắn. Cay cú, hắn lao tới bóp cổ Isola định giết anh ngay tại đó. Cũng may ông quái xế lại đang ăn chơi ở đó. Ông ta lấy can đảm bằng một đường kẻ rồi choảng vỡ đầu Borsalino. Nhưng phải ăn thêm một đập của Isola mới có thể khiến hắn nằm gục. Họ nhanh chóng đưa người đẹp rời khỏi đó trước khi lính của Borsalino tới. Hành động của Isola đã khiến những đồng đội của anh phải hứng chịu hậu quả.
Isola đã bị truy nã toàn khu vực và Borsalino đã treo thưởng cho ai bắt được anh. Lính của hắn đang lùng sục khắp nơi và đã tìm tới căn cứ của họ. Khi đó, ở nhà có ông chú thiện xạ và tay đàn mìn. Cặp đôi anh màu sách vừa lôi nhau về đang xúc than bên trong. Mọi thứ yên bình một cách lạ thường và không ai biết hiểm nguy đang cận kề. Anh màu sách thì vẫn thản nhiên tâm sự với người tình. Hai ông bạn già ở bên ngoài thì hàn huyên tâm sự kể chuyện ngày xưa. Đột nhiên chuyên gia đặt bom phát hiện có điều lạ thường, đó là lúc quân phát xít đã áp sát cửa nhà họ, cả hai chỉ kịp nằm dạp xuống đất tìm chỗ nấp trước khi bị đục thành tổ ong bầu. Cũng may là trước khi bị chúng nướng chín bằng quả đạn to chà bá thì họ đã kịp thời thoát ra ngoài. Isola đã chuẩn bị một nơi khác làm căn cứ an toàn khi có bất trắc xảy ra. Cả nhóm đã tập hợp ở đó và ai cũng biết đội trưởng của mình vừa gây sự với ai. Tuy nhiên lúc này, một người lạ mặt không có trong danh sách lại xuất hiện tại căn cứ của họ. Mụ vợ hết át của Borsalino đến đây để yêu cầu gặp thủ lĩnh băng trộm. Bà ta đã vạch trần âm mưu của cả nhóm. Thì ra là bà ta đã vô tình nghe được câu chuyện của Isola và Yvonne khi hai người ngồi trong nhà hát. Sau khi biết được thông tin về số vàng, bà ta đã cho người gắn máy nghe trộm ở căn cứ của họ. Mỗi khi họ bàn bạc kế hoạch đều bị bà ta nắm thóp được hết. Bà ta còn cấu kết với tên lính thân thiện của Borsalino để đâm sau lưng hắn. Tuy rằng trong mắt hắn bà ta đã hết đát, nhưng với người khác bà ta vẫn là một mỹ nhân. Chỉ vì bị Borsalino khinh rẻ và là đít mà bà ta đã có ý định trả thù hắn. Và lúc này bà ta đã mang tới một thông tin đủ để thương lượng ăn chia số vàng với nhóm của Isola. Mụ vợ của Borsalino đã tình cờ phát hiện một đoạn điện mật trong lúc hắn không có ở trong phòng. Chúng đã đẩy nhanh kế hoạch đào tẩu lên trước thời gian dự kiến nên Borsalino đã hạ lệnh tăng cường quân canh gác ở vùng đen. Việc đột nhập càng trở nên khó khăn hơn nếu không có được con dấu của hắn. Lúc này, Isola mới nhận ra Yvonne đã giấu mình chuyện Borsalino rủ cô bỏ trốn cùng. Hắn đã đưa cô tới kho chứa vàng và hứa hẹn sẽ cho cô một cuộc sống giàu sang sung túc. Nhận thấy mình đang bị phản bội, Isola đã quyết định bắt tay với mụ vợ của Borsalino mặc cho bà ta đòi ăn chia 50-50. Tuy nhiên, khi Yvonne lấy ra con dấu mà cô đã liều mạng để lấy cắp của Borsalino thì anh mới biết mình đã hiểu nhầm cô. Isola cũng mới biết Yvonne đang mang thai nhưng trước đó anh còn không tin đứa bé là của mình. Điều này khiến Yvonne tổn thương và quyết định bỏ đi, nhưng kế hoạch của họ không thể vì thế mà dừng lại. Có nhiều người đang mong chờ Isola ra quyết định. Do lúc này tỷ lệ thành công của phi vụ đã giảm xuống nhưng họ vẫn phải đánh liều, được ăn cả ngã về không. Bản lĩnh lãnh đạo của Isola đã khiến những người có ý định từ bỏ cũng như được tiếp thêm động lực. Họ bắt đầu chuẩn bị cho vụ trộm gần như bất khả thi nhưng có thể sẽ gây chấn động lịch sử. Chuyên gia đặt bom chưa bao giờ hào hứng như vụ này. Ông ta sẽ dành tất cả số thuốc nổ có được để gây ra một vụ chấn động cả thị trấn. Còn ông chú thiện xạ dù bị thương một bên mắt nhưng có vẻ không ảnh hưởng tới độ chính xác của những viên đạn do ông bắn ra. Anh màu sách đã thành công sao chép được con dấu của Borsalino và làm giả được mệnh lệnh của hắn. Trong khi đó, cô bạn gái của anh đã giúp lấy được một tấm thẻ của binh lính. Họ đã thành công làm giả được thân phận lính phát xít cho mọi người đột nhập vào trong. Ông tài xế là người quan trọng không kém vì ông ta là người giáp mặt với chúng. Chỉ cần một chút sơ hở là khiến chúng nghi ngờ ngay. Vì thế mà dù cần phải hít một hay nhiều đường thì lúc đó cũng không được phép run sợ. Mọi chuyện đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉ chờ nhân vật chính thể hiện. Tất cả sau giờ với nhau lần cuối trước khi tản ra đi làm việc của mình, họ sẽ lấy danh nghĩa tóm được kẻ truy nã Isola để đưa tới vùng đen giam giữ. Nhờ vào lệnh làm giả của Borsalino mà họ dễ dàng qua được các chốt kiểm tra. Tưởng rằng như thế là xong thì khi vào bên trong lại bắt gặp một tên đội trưởng phát xít. Hắn là kẻ đang nghi có tiếng nên đòi phải kiểm tra bằng được. Hắn đã nghi ngờ mệnh lệnh của Borsalino nên đã gọi điện để kiểm tra. Nhân cơ hội đó, mọi người trên xe tải đã lẻn vào căn cứ của chúng. Họ phải cẩn thận vượt qua sự kiểm soát của lính canh để giải mìn khắp nơi. Ông chú thiện xạ đã chọn được điểm ngắm bắn để yểm trợ cho Isola khi cần thiết. Còn bạn gái anh màu sách đang men theo các bức tường lên trên nóc nhà. Cô dễ dàng hạ gục lính canh ở đó để kiểm soát chuông báo động. Một khi chuông báo động kêu lên thì toàn bộ binh lính sẽ biết được có cuộc tấn công của quân kháng chiến. Chuông báo động kêu đã khiến cho cả khu vực vùng đen náo loạn. Cô bạn gái anh màu sách đã thành công phát tín hiệu bắt đầu phi vụ. Toàn bộ binh lính nghe thấy báo động đều chạy xuống hầm như dự tính. Isola đã tháo được còng tay và phản công lại quân phát xít. Ông tài xế đã bị đánh gục nên anh phải tự lo liệu cho mình. Anh màu sách còn đang đi giải cứu cô bạn gái của mình. Cô đã bị phát hiện và họ đang trong tình thế ngàn cân treo sợi bún. Tuy rằng anh màu sách không nhanh thay bằng tên lính kia nhưng may mắn đã mỉm cười với bạn gái anh. Trước đó, anh đã tặng cô một hộp thuốc lá và chính nó đã cứu mạng cô, còn Isola đang vật lộn với tên đội trưởng quân phát xít. Ông chú thiện xạ có muốn giúp anh cũng không thể tránh khỏi việc làm anh bị thương, nhưng ông đã nổ súng một cách chính xác để không lấy mạng của Isola. Lúc này mọi việc đều trông chờ vào chuyên gia đặt bom. Trong lúc lùi hùi châm ngòi thì ông ta bị lính canh phát hiện, định phản kháng thì lại bị ăn đạn nằm ở chỗ. Thế nhưng ông ta vẫn thoi thóp để hoàn thành nốt nhiệm vụ của mình. Sau khi tung hô chủ nghĩa phi chính phủ thì ông ta cũng bay màu cùng với số thuốc nổ. Vụ nổ đã khiến đám lính phát xít càng tin tưởng về cuộc tấn công hơn. Chúng đã bỏ chạy thục mạng chen chúc nhau trong hầm mà không dám quay đầu lại nhìn. Khi cửa sập hầm lại thì Isola cũng lái xe tới trước cửa kho vàng. Tuy họ đã mất đi một đồng đội nhưng ai cũng sẽ nhớ về những gì ông đã làm. Nhìn đống vàng trước mặt, tất cả đều vui sướng về thành quả của mình. Họ sẽ tắm trong vàng sau khi đem chúng ra khỏi đây. Có điều lúc đang chuyển những thùng vàng cuối cùng thì mụ vợ của Borsalino lại xuất hiện để ăn chia như thỏa thuận. Thế nhưng bà ta lại đỏ tất cả khi đang giữ Yvonne trong tay.
Trước đó vì giận dỗi Isola mà cô đã bỏ đi để rồi bị Borsalino tóm được. Hắn định ép cô đi cùng với hắn nhưng mụ vợ của hắn đã không cho phép. Cuối cùng hắn đã chết một cách lãng xẹt khi bị choảng một cú từ phía sau. Cả hai đang có con tin trong tay nhưng Isola lại lựa chọn buông súng. Anh và đồng đội chỉ còn cách bất lực đứng nhìn mụ ta rời đi cùng với đống vàng trên xe. Đúng lúc chúng định trừ khử họ thì quân kháng chiến đột nhiên xuất hiện. Tất cả đều là nhờ Ivan trước đó đã cố tình báo tin cho họ tới trợ giúp. Hai bên vừa gặp mặt đã chạm trán liên tục với nhau. Đây là cơ hội để chấm dứt cuộc chiến và xóa sổ đám phát xít ở đây nên họ phải chiến đấu cực kỳ ngoan cường. Tuy là hạ được hết quân phát xít nhưng điều đó không thể ngăn mụ vợ Borsalino đem vàng rời đi. Tên thuộc hạ của bà ta đã để lại vài quả lựu đạn xem như món quà chào tạm biệt. Isola nhìn người tình bị chúng đưa đi mà bất lực đứng đó. Vai trò của ông tài xế lúc này mới được phát huy. Ông ta đã phát hiện ra một con siêu xe trong kho chứa vàng. Với trình độ lái xe của ông ta thì họ sẽ nhanh chóng bắt được quân phát xít. Tốc độ bàn thầu của nó đã khiến cho họ đến sáng là đuổi kịp được xe chở vàng. Ông tài xế chỉ việc tiếp cận chúng còn mọi việc để Isola lo. Anh đã loại bỏ vài tên phát xít trên đường khi chúng muốn cản anh cứu người yêu. Ivan ngồi trên xe cũng hưởng ứng phản kháng lại mụ vợ già, chỉ có tên thuộc hạ Borsalino là khó nhằn nhất. Thế nhưng hay không bằng hên khi Isola đã vô tình loại hắn khỏi cuộc chiến. Ông tài xế vừa chơi đùa xong cũng phải làm một phen thể hiện sự điên của mình. Ông quay xe sang đường tắt để đối đầu trực diện với kẻ địch. Vì bị ông tài xế bắn trúng mà lái xe chở vàng đã mất lái đâm vào lan can rơi xuống hồ. Isola cũng không kịp phanh xe mà lao theo xuống đó. Tưởng họ đã ngỏm cụ tỏi cùng với số vàng nhưng cuối cùng hai người lại nổi lên như một kỳ tích. Họ lôi nhau lên bờ ôm hôn thắm thiết bỏ qua sự hiện diện của ông tài xế. Isola đã trao nhẫn cho Ivan như một lời cầu hôn. Đó là những chiếc nhẫn vàng mà những người vợ của nước Ý quyên góp cho chiến tranh nhưng bị rơi vào tay những kẻ như Borsalino. Còn ông tài xế đang tính xem vớt số vàng kia lên như thế nào thì Isola lại nảy ra một ý hay. Trong khi đó, mụ vợ già của Borsalino cũng may mắn sống sót và đang trên đường chạy trốn. Chiến tranh kết thúc và những người như bà ta cần phải tìm một chỗ dựa mới nếu muốn tiếp tục tồn tại. Vụ trộm thế kỷ là câu chuyện có thật nhưng được biến tấu trở thành bộ phim có tựa đề Robbing Borsalino ra mắt năm 2022. Cho mọi biết ý kiến của các bạn về bộ phim này nhé. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. I love you Trịch Trịch. Bye bye!